Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực ổn định sản xuất, thực hiện hiệu quả chủ trương vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Với nhiều lợi thế, Bạc Liêu đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng đến là trung tâm năng lượng sạch của cả nước. Sử dụng nền tảng số cho việc biểu diễn, những sáng tạo văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh dịch bệnh đang mang lại nhiều điều thú vị cho nghệ sĩ và khán giả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới vào ngày hôm qua đã thông báo về một nền tảng chung nhằm giúp các nước thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp cận với các công cụ để phòng chống COVID-19. Đến nay, gần 2,8 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng ở ít nhất 216 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở những nước có thu nhập cao nhất theo phân loại của Ngân hàng Thế giới, cứ 100 dân thì có 76 liều vaccine được sử dụng. Trong khi đó, ở 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất, tỷ lệ này là 1 liều trên 100 dân. Bộ Y tế cũng cho biết vào sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã thông báo Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. Như vậy là cùng với lô vaccine do Nhật Bản cung cấp vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, thì nước này đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đây là khoản viện trợ quý giá trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới. Tiếp theo là một số thông tin liên quan tới thực hiện chiến lược vaccine và xét nghiệm COVID-19 tại các tỉnh thành phố. Thành phố Hà Nội đang phấn đấu đạt mục tiêu là 70% dân số Hà Nội được tiêm đủ 2 mũi vaccine vào đầu năm sau. Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã hoàn thành tiêm 3 đợt vaccine phòng COVID-19. Cách đây 2 ngày, thành phố được phân bổ thêm 20.000 liều và sẽ được tiêm trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới, Sở Y tế cùng các quận, huyện đang xây dựng phương án cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 từ nay đến hết năm và sang đầu năm sau. Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu là mỗi ngày tiêm được 200.000 mũi. Thế nhưng thực tế đến nay, sau 4 ngày, thành phố mới hoàn thành được hơn 100.000 mũi, tức là mới bằng 1/8 kế hoạch đề ra. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6 đã có công văn khẩn cấp yêu cầu 17 bệnh viện cử hàng trăm đội hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân. Các đội sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ngay lập tức. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng giao trung tâm cấp cứu 115 cùng toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức các ekip cấp cứu cùng thiết bị và xe cứu thương sẵn sàng có mặt tại các điểm tiêm chủng. Sở Y tế Phú Yên đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với tất cả các nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Phòng khám Đa khoa Đức Tín. Trước đó đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại hai cơ sở này. Khó khăn lúc này của tỉnh là lượng mẫu xét nghiệm ngày càng tăng nhưng năng lực xét nghiệm rất hạn chế. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay, mỗi ngày bệnh viện chỉ có thể xét nghiệm và trả kết quả dưới 400 mẫu. Với lượng mẫu xét nghiệm lớn như hiện nay là quá tải, bệnh viện đã kiến nghị Sở Y tế xin hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang. Thành phố Đà Nẵng đang tăng cường hướng dẫn và giám sát các trường hợp cách ly tại nhà theo đúng quy định. Mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn. Mới đây, thì qua rà soát, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện một trường hợp F2 thuộc diện cách ly tại nhà nhưng đã tự ý đi ra ngoài. Trường hợp này sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, thành phố đã yêu cầu tất cả quận huyện cần tăng cường quản lý đối với các trường hợp cách ly tại nhà, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tại tỉnh Bình Định, tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Nhiều giải pháp chống dịch đang được tập trung triển khai, đặc biệt là tại các huyện, thành phố giáp danh với tỉnh Phú Yên, ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Bình Định. Đo thân nhiệt, khai báo y tế và tuân thủ khuyến cáo 5K là nguyên tắc hàng đầu khi người dân muốn vào địa phận của tỉnh Bình Định. Trong ngày hôm nay, tại chỗ kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 1D, nội tỉnh Phú Yên và Bình Định, đã ghi nhận rất đông người dân thực hiện khai báo y tế.
bởi không chỉ có các phương tiện đường dài mà tất cả người dân từ tỉnh Phú Yên ra đều phải thực hiện nghiêm túc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định kích hoạt tất cả các chốt kiểm tra tại tuyến quốc lộ 1A, 1D và 19C để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi từ Bình Định đến Phú Yên và ngược lại. Tăng cường thanh tra, xử phạt các nhà xe, chủ phương tiện vận tải công cộng vi phạm yêu cầu 5K. Còn tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Phú Yên, công tác kiểm tra tổng hợp những người dân về từ vùng dịch cũng được triển khai nghiêm túc. Tổ chức là kích hoạt các tổ phòng chống dịch ở cơ sở, ở khu dân cư, làm sao mà phải rà soát trên địa bàn, phát hiện kịp thời những cái trường hợp đi về từ vùng có dịch. Tỉnh Bình Định cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc tuyến quốc lộ chỉ được bán mang đi, không được bán ăn uống tại chỗ đối với xe khách và người ngoài tỉnh đi ngang qua địa phận. Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh dừng phục vụ ăn uống tại chỗ sau 21 giờ ngày 24 tháng 6, cấm tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh đến khi có thông báo mới. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất thương nhân tại các chợ truyền thống sẽ được hỗ trợ từ 150 đến 300.000 đồng trên một tháng, áp dụng trong thời gian 6 tháng kể từ tháng 7 tới. Còn với các hộ kinh doanh, khu vực thực hiện nguyên tắc của chỉ thị số 16 phải dừng hoạt động sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng trên một hộ. Người lao động tạm hoãn công việc, nghỉ việc không lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được đề xuất hỗ trợ 1,8 triệu đồng trên một người. Hỗ trợ thêm 1 triệu đồng nếu là người lao động đang mang thai hoặc nuôi con chưa đủ 6 tuổi. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 890 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm cho đến nay vẫn tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Thực tế này cho thấy hiệu quả của chủ trương vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp nhưng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này vẫn được duy trì. Nhiều giải pháp sản xuất an toàn phòng dịch tại mỗi ca làm việc đã được doanh nghiệp lên kịch bản. Nhờ vậy đơn hàng hơn 100.000 sản phẩm trong 6 tháng đầu năm đã được đảm bảo. Để đảm bảo được các cái hợp đồng mà chúng tôi đã ký thì một trong những cái giải pháp quan trọng nhất mà chúng tôi đã đưa ra đó là việc giãn cái ca, tăng cái ca lên và đảm bảo cái lượng nhân sự làm việc là có một cái khoảng cách để duy trì sản xuất cũng như là phòng chống dịch ở cấp cao nhất. Còn với doanh nghiệp này, mục tiêu xuất khẩu 500 tỷ đồng trong năm nay cũng là thách thức không hề nhỏ. Nhưng với những chính sách điều hành mà chính phủ đang triển khai, thì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vẫn được ổn định. Chúng tôi thực hiện cái khuyến nghị về 5K, đặc biệt là người lao động chúng tôi cố gắng giãn cách là 2 mét và tiến hành là gần như là giãn cách giữa các đơn vị với nhau, giữa các xí nghiệp với nhau. Làm sao để đảm bảo là an toàn sức khỏe cho từng người lao động, cho doanh nghiệp đảm bảo được mục tiêu sản xuất kinh doanh. Xuất khẩu tăng trưởng từ 10 đến 15%. Từ đầu năm đến nay dù phải trải qua khó khăn dịch bệnh, nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Điều đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các chính sách của chính phủ đều ổn định sản xuất. Hoạt động các doanh nghiệp thì trong một số lĩnh vực đã có cái xu hướng phục hồi và khởi sắc. Nhưng mà với những cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID thì chúng tôi mong chính phủ sẽ tiếp tục kiên định những cái giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh lại vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Việc kiểm soát tốt đại dịch đang tạo ra niềm tin rất lớn cho nhà đầu tư và các dòng vốn hướng vào Việt Nam như một điểm đến an toàn. Đáng chú ý là chỉ số quản trị mua hàng tăng cao nhất so với tháng 1 năm 2019, thời điểm trước đại dịch. Như vậy, sức cầu bên ngoài vào Việt Nam vẫn tăng và Việt Nam đang chứng minh được khả năng đáp ứng đó. Dịch COVID-19 là một thử thách để cả doanh nghiệp và các địa phương thử nghiệm những phương thức mới. Cùng với các giải pháp trước mắt không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chính phủ hiện cũng đã xây dựng một chiến lược phát triển trong lâu dài nhằm tạo nền tảng cho nền kinh tế bật dậy ngay sau khi dịch được khống chế. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Trong báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam vào sáng ngày hôm nay có bài viết Việt Nam được đánh giá đang có vị thế tốt để thu hút FDI. Bài viết khẳng định
nền kinh tế Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu khả quan hơn so với nhiều nước khác trong thời kỳ đại dịch COVID-19 này và đang có vị trí tốt để có thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo bài viết, trong những năm qua, Việt Nam là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam cho thấy, trong quý 1 năm 2021, các doanh nghiệp FDI chiếm 95% doanh thu xuất khẩu hàng điện tử và còn tiếp tục xu hướng này trong những năm tới. Cơ quan xếp hạng của Hoa Kỳ Moody's Investor Service phát đi tín hiệu rằng là họ có thể nâng hạng tín nhiệm cho các ngân hàng Việt Nam khi lĩnh vực này nhận được triển vọng tích cực trong báo cáo mới nhất. Thông tin này được đăng tải trên chuyên trang phân tích tài chính The Access của Mỹ. Các ngân hàng Việt Nam được ghi nhận là những ngân hàng duy nhất ở các thị trường mới nổi trên thế giới nhận được triển vọng tích cực. Điều này phản ánh sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đất nước và tác động tương đối khiêm tốn của đại dịch COVID-19 đối với hệ thống ngân hàng. Tổ chức này cho biết thêm, lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện bởi sự gia tăng thu nhập từ phí và giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro cho vay. 87% người dùng Việt thường xuyên xem video ngắn trên Facebook là tiêu đề một bài báo trên trang tin tức Vietzo của Nhật Bản. Vừa qua thì Facebook đã tổ chức sự kiện trực tuyến Facebook Video Summit 2021 nhằm chia sẻ những phát hiện thú vị liên quan đến hành vi sử dụng video của người Việt. Theo đó, có tới 87% người dùng lựa chọn Facebook để xem video thời lượng ngắn và trung bình. Sự ưa chuộng về độ dài xem video có khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Cụ thể là 58% người dùng thích xem video trung bình vào buổi sáng, 51% người dùng thì thích xem video ngắn vào buổi trưa và 55% thích xem video trung bình vào buổi tối. Nhân vật chính của phim Dòm do Trần Anh Khoa thủ vai đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 18 diễn ra ở Italia từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6. Đây là một trong năm giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim lần này. Ban tổ chức nhấn mạnh Trần Anh Khoa có diễn xuất bản năng, đầy năng lượng và hoạt bát để có thể hóa thân vào nhân vật. Thay mặt diễn viên Anh Khoa, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã nhận giải thưởng này. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay. Trao giải cuộc thi Phụ nữ sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long với nhiều đề án hay có tính thực tế cao. Những sáng tạo văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh dịch bệnh sử dụng nền tảng số cho việc biểu diễn đang mang lại nhiều điều thú vị cho nghệ sĩ và khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 6 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, 25 tấn xoài tượng da xanh đã xuất khẩu sang thị trường Australia. Cùng với đó, lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu xoài Sơn La đã được tổ chức. Giống xoài xuất khẩu là giống lai cho quả đến 1,2 kg, giá thu mua là từ 6 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Với 19.000 hecta, sản lượng xoài của tỉnh Sơn La ước đạt trên 70.000 tấn. Riêng huyện Mai Sơn có trên 3.600 hecta diện tích trồng xoài cho sản lượng hơn 20.000 tấn, trong đó hơn 500 hecta đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu xoài Sơn La thì đây là cơ hội để quả xoài của Sơn La và các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh có thể xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới. Bạc Liêu là tỉnh có nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với những lợi thế về đường biển dài, thời tiết thuận lợi về nắng và gió. Với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước, trong thời gian qua, tỉnh đã mời gọi được nhiều nhà đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, trong đó có 9 dự án điện gió, 1 dự án điện khí và hàng chục dự án điện mặt trời với tổng công suất lên đến hàng ngàn MW. Dự án nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với gần 4 tỷ đô la Mỹ sẽ giúp tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh thời gian tới. Dự án đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện 7 quốc gia, dự kiến tổ máy đầu tiên vận hành thương mại năm 2024 và đưa điện lên lưới quốc gia trong 2 năm tiếp theo.
Công ty cũng đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khởi công nhà máy vào cuối năm nay và đưa nhà máy vào vận hành vào năm 2024 cho kịp với tiến độ như quy định trong quy hoạch phát triển điện lực 7 điều chỉnh. Nhà đầu tư cam kết dự án nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu sẽ được xây dựng với các công nghệ tiên tiến nhất thế giới để cung cấp nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, ổn định, tin cậy với giá thành hợp lý. Sớm là ký kết hợp tác hoàn thành giá điện cho các nhà đầu tư và các đối tác. Cái thứ hai đó về kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường á là phải đánh giá nhanh và có hiệu quả về tác động môi trường của dự án này. Cái thứ ba đó kiến nghị các bộ ngành trung ương liên quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính á có những cơ chế chính sách khi dự án được đưa vào vận hành. Cùng với nhà máy điện gió Bạc Liêu, nhà máy điện gió Đông Hải 1 đang hoạt động tốt. Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu có những chuyển động tích cực sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế của Bạc Liêu và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hỗ trợ phụ nữ phát triển năng lực chủ động cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo sinh kế bền vững, từ đó giúp phụ nữ nâng cao tiếng nói trong việc đưa ra các quyết định trong gia đình và xã hội. Đó là mục tiêu của cuộc thi Phụ nữ sáng tạo, phát triển giải pháp giúp cải thiện vệ sinh và nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổ chức. Lễ trao giải cuộc thi vừa diễn ra vào ngày hôm qua, 24 tháng 6 tại Hà Nội. Nội dung cụ thể, rõ ràng, tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện địa phương. Đề án sản xuất rau hữu cơ kết hợp công nghệ tưới nhỏ giọt và màng phủ nông nghiệp của chị Đỗ Thị Đẹp tại tỉnh Bến Tre đã xuất sắc giành giải nhất với số tiền là 60 triệu đồng. Tôi cũng xuất thân từ một gia đình là nông dân, cho nên tôi hiểu được cái hoàn cảnh là khó khăn vất vả khi mà đến cái mùa hạn mặn. Và mục đích của cái dự án của mình là tạo cái thu nhập cho người nông dân, đảm bảo sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cái việc đạt giải lần này thì cũng tạo cái niềm tin và động lực để tôi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này. Chính thức phát động từ tháng 3 năm 2020, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của phụ nữ từ 12 tỉnh thành, với tổng số 58 bài dự thi. Các ý tưởng tập trung vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, sinh kế bền vững, v.v. 6 ý tưởng, sáng kiến xuất sắc nhất đã được lựa chọn để nhận hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để triển khai dự án thực tế. Cuộc thi hướng tới khuyến khích đưa ra những cái sáng kiến để rồi chính chị em là sẽ người tổ chức thực hiện. Và đặc biệt là chúng tôi hướng tới ưu tiên các cái đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật để tham gia. Cái lễ trao giải này thì là một cái khởi đầu, thì nó chính là một cái hỗ trợ tài chính để giúp cho những cái tác giả này họ thực hiện ý tưởng. Tiếp theo là chúng tôi sẽ đưa vào các cái hỗ trợ kỹ thuật giúp họ phát triển lên theo cái mô hình thành mô hình kinh doanh bền vững, hoặc là thành một cái mô hình giải pháp cho phát triển cộng đồng được nhân rộng bởi chính quyền địa phương. Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ, được Quỹ nước sạch cho phụ nữ thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, triển khai từ năm 2018 đến năm 2022. Dự án đã góp phần tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ nước sạch một cách công bằng cho 7.100 hộ gia đình có thu nhập thấp và yếu thế, và cung cấp nhà tiêu hợp vệ sinh cho 20.000 người. Điều quan trọng là dự án đã hỗ trợ tạo việc làm cho phụ nữ, trao cho phụ nữ tiếng nói quan trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định trong gia đình và xã hội. Theo thống kê, hiện gần 30% ngân sách đầu tư cho lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Việt Nam là từ các nguồn lực quốc tế. Không chỉ hỗ trợ và đồng hành, các tổ chức quốc tế còn đảm nhiệm vai trò giám sát để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của dự án. Cũng trong ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí nhằm giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Trung ương Hội sẽ chủ trì tổ chức 3 sự kiện chính tại Hà Nội bao gồm Đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ tư, Hội thảo khoa học quốc tế về bệnh tật liên quan đến chất độc da cam và meeting kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Ngoài ra, hội sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động triển lãm và cuộc thi viết về thảm họa da cam hay chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hội sẽ tiếp tục vận động các cấp trong và ngoài nước thăm hỏi, ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân.
Việt Nam hiện có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chất độc da cam dioxin đã di truyền sang thế hệ thứ tư. Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về thảm họa da cam và nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục hậu quả, cũng như trong việc vận động nguồn lực chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, hầu hết các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đều đã tạm dừng. Nhưng điều này lại thôi thúc các nghệ sĩ nhanh chóng có những chuyển động mới. Bước sang năm COVID thứ hai, bên cạnh việc đưa các hoạt động giải trí lên không gian mạng, thì các nghệ sĩ đã không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ để duy trì giao lưu với đồng nghiệp quốc tế, mang lại các trải nghiệm thú vị cho khán giả và góp phần đồng hành, cổ vũ tinh thần của khán giả trong thời gian này. Một buổi hòa nhạc diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và Rostock, Đức, phát qua Zoom và Facebook. Các nghệ sĩ tại hai nước luôn phiên nhau trình diễn các phần đoạn của các nhạc phẩm cho nhạc cụ kèn đồng. Đây là buổi hòa nhạc nằm trong dự án Reconnect của Viện Goethe, giúp hiện thực hóa các cơ hội giao lưu, học hỏi xuyên quốc gia trong thời đại dịch COVID-19. Việc hai bên biểu diễn cùng một lúc vẫn chưa thể thực hiện được vì âm thanh hay hình ảnh vẫn còn có thể bị chậm hơn so với thực tế. Nên chúng tôi đã quyết định là mỗi bên nên biểu diễn tuần tự. Thông qua dự án này, chúng tôi muốn tạo động lực cho các nghệ sĩ Việt có thể tiếp tục kết nối, thực hiện các dự án với nghệ sĩ ở nước ngoài trong thời kỳ dịch bệnh diễn ra. Bên cạnh âm nhạc, các loại hình biểu diễn khác như hài độc thoại, kịch ứng tác, vốn thường được trình diễn trên sân khấu ấm cúng với nhiều khán giả, cũng đã nhanh chóng có sản phẩm như podcast, video dành riêng cho mạng xã hội. Thú vị hơn, khán giả còn có thể tham gia những show trực tiếp qua Zoom và tương tác với các nghệ sĩ biểu diễn. Việc sử dụng các nền tảng trực tuyến để biểu diễn cũng mang lại rất là nhiều điều thú vị cho nghệ sĩ và khán thính giả. Đầu tiên, mình có thể theo dõi các nghệ sĩ yêu thích của mình ở khắp nơi. Điều thứ hai là khi lên trên các nền tảng trực tuyến, khán giả có thể tương tác với nghệ sĩ một cách trực tiếp hơn. Ví dụ như trên nền tảng Zoom chẳng hạn, nếu mình muốn tham gia vào phần biểu diễn, mình chỉ cần nhấn nút giơ tay hoặc là ấn nút biểu cảm để thể hiện cái phản ứng của mình với phần biểu diễn của nghệ sĩ. Các nghệ sĩ cũng phải đòi hỏi nghĩ ra các cái cách tư duy mới để tương tác với khán giả nhờ công nghệ. Tất cả những cái nội dung trước giờ tụi mình vẫn đang làm thì tụi mình có đóng gói nó lại và tiếp tục đưa lên các kênh của Sài Gòn Tếu, cũng như là tụi mình có quay một số cái nội dung được làm ở trên Zoom, được làm online. Covid là một cái điều bình thường mới mà chắc chắn tất cả chúng ta sẽ phải chấp nhận. Mình sẽ phải tiếp tục phát triển cái cách sáng tạo nghệ thuật để mà nó phù hợp với lại cái mặt của cái đời sống bây giờ. Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng thôi thúc sự sáng tạo của người nghệ sĩ, khiến các sản phẩm được đưa lên mạng ngày càng trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn. Điều này không chỉ thu hút các khán giả trong nước, mà còn có thể giúp tiếp cận với các khán giả xuyên biên giới. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sử dụng ứng dụng VTV Go của chúng tôi bằng những cách đang hiển thị ở trên màn hình để có thể xem các chương trình của VTV4 một cách thuận tiện nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.